tí ra máy con nhỏ mấy máy thì chị ăn tốn thôi, con có mua thằng mỏ nào luôn ra ra vui đây bữa nay cái là ngày hay quá cái già cái chắc một cơm rồi kìa chủ sĩ đây nghe chủ sĩ đây đang vui rồi cọ giạc lên mà đang vui rồi đấy sao biết rồi chị em được con nói là mình chứ cọ giạc rồi không muốn nói là trời cắn cố hả? Tiền chứ? Tiền món. Tiền chứ? 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 Tiền xong rồi thành thì cũng có tiền thịt bánh heo cũng cá
Ở đây năng lây này, Hoàng Thiện. Một, hai. Lô. Cái thằng nhỏ của bà Lửa Túc là... Ui. Bắt Lửa Túc rồi. Áp giật đúng hả? À. Không, em không dùng áp, em không thường. Đây là càng quê em. Càng của quê em đây quý vị. Bỏ đi. Lại chót thì nó cái nấu lượng mới được. Đúng rồi. Con này vẫn còn hào. Đúng lọc. Con này vẫn còn nghịch nè. Con này vẫn còn nghịch nè. Con đẹp. Đến chính hai là con đẹp. Hai này to nhất nè. Tôi biết bỉ là anh biết bỉ là ơi. Con người hết kiềm chế. Xích nhỉ. Xích qua nhỉ. Mọi người hãy gãy tay chế nha. Ở đây còn con nít mà. Hả? Em đi móc cái gì? Ở đây là bà đi móc á. Chị túi. Họ đi bằng bình. Cái này nữa, khác quá. Túi gì kẻ bà giả quý vị. Yêu cầu mấy thầy, mấy kỹ thuật gì cua lại cái vấn đề đó. Thôi yêu cầu mấy anh em tập trung lại đây. Anh Thanh nó cua ngõ xuống bỉ táo luôn miếng. Cậu uống rồi. Ông ơi xuống. Nó thấy bây giờ thỏ ta rồi. Đấy. Còn ghế gì có như quýnh lậu. Mới sang đấy.
Bữa gì ngứa vịt này. Thanh từ lắm ngủ. Thiệt à. Sao cái này.